bộ sáng tác khá là quen thuộc cho nhạc sĩ Du Thiên, ca khúc với tựa đề Chờ Nhận Ra. Và lâu lắm rồi Trúc Linh, mới được phép về Cần Thơ để phục vụ chị đây, thật sự rất là vui. Và một ca khúc tiếp theo cho phép Trúc Linh, xin gửi đến quý chị là một ca khúc một sáng tác rất là quen thuộc của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Mà ca khúc này Trúc Linh cũng nghe biết lại bản phối khá là mới trên một nền nhạc EDM, ca khúc với tựa đề Liên Khúc Destiny. Xin mời bên cùng nhìn thấy sự vui rất nhiều. Oh,
vừa nhảy vừa hát nha. Chào hữu nha. Đâu phải cái gì cũng tiền. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và chúc Minh Vinh xin nói lời chào tạm biệt. Kính chúc cho toàn thể gì đây cùng đem xem căn nhà của mình và chào tạm biệt. Xin cảm ơn và xin chào. Xin được cảm ơn món quà âm nhạc mở đầu rất là sôi động chúng ta. Chúc mừng của đội giọng ca Trúc Ly và Trúc Linh rất nhiều. Khán giả thân mến, là chương trình ca nhạc đồng hành cùng với Hội Chợ Thái Lan xuyên suốt diễn ra là 5 đêm, bắt đầu ngày 18 và kết thúc ngày 22 tháng 12 2019. Như vậy là chuyến xe chở rất nhiều cung bậc cảm xúc ngày hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba mà thôi. Chúng ta còn 2 đêm nữa. Tại không có đam mê phải không? Thì đêm nay sự mặt của các ca sĩ trẻ ra thì lát nữa gặp gỡ với ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Phi, ngôi sao ca nhạc Nguyễn Thành Vinh và được khán giả yêu mến khi đăng cài là Á Quân từ đỉnh sông cao. Bên cạnh đó còn có ngôi sao ca nhạc Lưu Ánh Loan và ngôi sao ca nhạc Lâm Hùng. Và đêm mai gặp gỡ với lại ngôi sao đa tài đa năng Đỗ Nguyễn, gặp gỡ với danh ca hải ngoại Sơn Tuyền và đêm mai nữa gặp gỡ với ngôi sao ca nhạc Nguyên Vũ. Ông là khán giả ủng hộ cho Nguyên Vũ, Sơn Tuyền, Đa Nguyễn và những người bạn. Còn bây giờ thì chia tay với lại nhóm ca Trúc Ly, Trúc Linh. Chúng ta trở lại âm nhạc ngày hôm nay gặp gỡ một chàng trai.